Xin chào các bạn. Ở các buổi trước thì chúng ta đã cùng nhau phối hòa âm cho cái bài hát Con đường xưa em đi này rồi. Đấy, nhưng mà chúng ta mới chỉ làm nó ở trên cái mức độ là file MIDI thôi. Chúng ta cùng nghe lại một chút xíu về cái file MIDI này nhé. Chúng ta nghe phần đấy là file MIDI. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển nó sang sử dụng VST. Đây là nó chơi theo cái kiểu thể loại làm các nhạc cụ ảo. Thì mặc định chúng ta nhấn lên cái Play Final Tone VST nhé. Thì lúc này nó sẽ chơi theo nhạc cụ ảo. Nhưng mà nó chưa thiết lập một cái gì đâu. Cho nên là bây giờ những cái âm thanh này nghe nó sẽ bị biến thành các cái âm thanh của cây đàn piano, bạn có thể nghe này. Đó, nó nghe thành âm thanh piano hết. Có mỗi cái cây sắc này nó vẫn còn được thổi được thành tiếng sắc thôi, còn lại thì đại đa số là biến thành cây piano hết. Đây các bạn nhìn này, đây có con sắc này, nó chạy được theo là alto sắc, còn lại bên dưới thì gần như nó chuyển sang grand piano hết. Được cái bộ trống thì vẫn giữ lại được, còn lại thì nó bị piano. Thế bây giờ để chúng ta có thể sử dụng được cái VST mặc định của Final, khi chúng ta cài đặt vào thì nó có cái bộ area. Thì chúng ta sẽ thiết lập như sau. Ta vào nhấn vào MIDI Audio, chọn vào VST Bank and Effect. Ta chọn đây trước. Thì ở đây nó sẽ có cái VST Instrument, có nghĩa là các nhạc cụ VST, các nhạc cụ ảo. Ta chọn vào cái Bank. Ta chọn Area Player. Thì lúc này nó sẽ sử dụng được cái Area Player. Đây là cái VST mặc định của Instrument Auxiliary của Final. Ngoài ra khi mình cài những các nhạc cụ ảo khác vào, cài nhiều nhạc cụ ảo khác vào thì nó sẽ nằm ở trong cái mục này hết nhé. Nó sẽ nằm ở trong mục này hết. Tôi sẽ một bài hướng dẫn cặn kẽ để chúng ta đưa các cái file VST vào trong 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 Final. Nhưng mà hiện tại bây giờ ta vẫn sử dụng cái Area Player này trước. Thì tôi có một bài giới thiệu về nhạc cụ ảo VST. Đã có một bài đấy, bạn có thể xem lại trong clip của tôi. Bên phần effect này thì nó không có gì đâu, vì là cái con area nó không có effect. Muốn có effect thì chúng ta phải có thêm cái bộ mà bộ file XML cho effect này nữa. Bên này thì chúng ta nên kéo cái con volume này lên một chút. Bởi vì nếu mà chúng ta không kéo volume lên hẳn 100 đi. Chúng ta không kéo volume lên thì âm thanh của cây area này nó cũng không phát ra tiếng. Ta có một cái bộ trống nữa. Bộ trống thì ta sẽ sử dụng ở trong cái Smart Music này. Ta kéo hết cỡ cái con Smart này lên, bởi ta không muốn sử dụng con trống của thằng Area này. Ta muốn sử dụng trống của thằng Smart Music này hơn. Ta kéo hết cỡ này. Nếu mà bạn muốn to nữa thì ta chọn cái Master này, ta kéo to lên. Nhưng mà thôi, ta không cần, bởi vì lên nó sẽ vỡ tiếng rất là khủng khiếp. Xong rồi ta nhấn Close. Bây giờ tiếp theo, bước tiếp theo nữa, ta vào trong Window.
chọn Scott Manager. Này ta sẽ tinh chỉnh lại. Ta chọn hết tất cả những cái mà chúng ta muốn nó chuyển sang sử dụng Area Player. Ta chọn vào cái nút mũi tên này. Chọn Area Player. Chọn hết. Tất cả ta đều chọn. Nếu như bạn có các cái nhạc cụ ảo khác thì nó cũng sẽ nằm như dưới này nhé. Mình có thể mình chọn luôn. Đấy. Như là có cái con két hoặc là các con guitar hoặc là nhiều cái nhạc cụ ảo nó người ta bán hoặc là người ta cho miễn phí mình tải ở trên mạng thì chúng ta lên đó chúng ta sẽ tải về cài vào thì nó sẽ nằm ở trong đây hết. Bây giờ hiện tại chúng ta cứ chọn về Area Player hết. Ở cái con trống này thì thôi ta để bởi vì tạo nên để con trống thì cái âm thanh trống những cái âm thanh bộ gõ của thằng Aria này ấy, nó cũng giống như là cái con Smart này thôi. Chúng ta không cần chỉnh lại làm gì. Nếu ta chỉnh lại ta lại chỉnh lại cả cái bộ trống nữa thì nó rất mất thời gian. Bây giờ ta tiếp tục ở trong cái thằng hợp âm này thì chúng ta phải chỉnh cho nó một cái âm thanh khác. Thì chúng ta chú ý ở bên phía này nó có cái channel. Đấy. Các cái channel này nó hiển thị là chúng ta phải cần chú ý nó rất là nhiều. Nếu mà chúng ta sai một cái thì là âm thanh của chúng ta nó sẽ chạy đi ra đường khác ấy. Bây giờ ta nhấn vào Edit Player nhé. Thì nó sẽ hiển thị ra cái bảng Area Player này. Thì ở đây các cái channel này nghĩa là các cái kênh này thì nó tương ứng với các cái kênh này nhá. Kênh số 1 là ta kéo này lên hoặc là có thể ta kéo thằng này lên hoặc là ta có thể kéo thằng mixer ra. Đằng nào ta cũng sử dụng mixer này để chúng ta tí chúng ta tinh chỉnh lại. Thì ta bây giờ ta sẽ chọn thằng đầu tiên là thằng hợp âm nó chạy ở kênh 1. Ta chọn vào. Nhấn phải chuột vào cái phần có chữ tơn này. Nhấn phải chuột. À xin lỗi, ta nhấn trái chuột vào cái empty này chứ. Nhấn trái chuột vào empty. Chọn Final Default. Final Default Bank. Lúc này ta sẽ chọn cái âm thanh cho cái thằng hợp âm thì ta có thể chọn một cái âm thanh chọn cái thằng New Wave xem nó thế nào. New Wave. Muốn nghe một mặc định một mình nó thì chọn vào solo. Chạy. Ta có thể mix lại một chút thì âm thanh của nó vào phần control này. Ta kéo. To nhỏ ta cũng thể kéo ở đây được nhưng mà thường người ta sử dụng to nhỏ ở đây. Các âm thanh là ta chưa chọn đâm ra nó không có tiếng nhé. Rồi bây giờ ta chọn cái tiếng thứ hai là cái phần giai điệu. Bây giờ thì tôi không muốn lấy giai điệu bởi vì là tí thôi rồi tôi lấy giai điệu đấy nhá. Giai điệu lấy một cái âm thanh của thằng giai điệu ta nhấn vào cái kênh thứ hai. Kênh thứ hai là kênh giai điệu ta chọn vào kênh thứ hai ta chọn âm thanh mà mình muốn con giai điệu này nó kêu.
Đấy, cuối cùng đến khi cuối cùng đã chọn được xong hết tất cả âm thanh cho tất cả các con các kênh đó. Nó có 8 kênh tất cả. Đây là kênh bác. Bây giờ chúng ta cùng nghe luôn, đóng lại, nghe luôn toàn bộ tác phẩm một lần nhé. Các bạn xem ở trong này thì khi mà chúng ta chạy ấy, thì nó sẽ có câu gì thì nó sẽ tự động nó hiển thị lên cái cây đàn này. Giả sử như ta lấy con ta bật cái này nó sáng lên chỗ nào thì chỗ đấy nó sẽ hiển thị đã chơi ở trên cái đàn này cho mình. Tắt tiếng và giai điệu đi rồi. Giai điệu đang tắt tiếng đi. Các bạn nghe thấy âm thanh lúc này nó khác với cả âm thanh MIDI lúc đầu. Lúc này ta chơi như là nhạc cụ thật rồi, rất là hay. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát với tôi nhé. Chúng ta sẽ hát bài hát này nhé. Hát cùng tôi cho vui. Chúng ta thử xem âm thanh thế nào. Ta tắt cái giai điệu đi cho nó đỡ khó chịu. Thank you.
Xong bài hát này rồi, chúng ta có thể lưu nó lại, chuyển nó sang. Tất nhiên là bây giờ chúng ta sử dụng VST thì chúng ta không thể chuyển nó sang file MIDI được đâu nhé. Chúng ta hãy convert export nó sang audio file thôi. Đó. Export nó sang audio file thôi nhé. Thì như vậy. Cảm ơn các bạn.